Insida là một tựa game đánh thể lực đầy thú vị, đã mở cửa miễn phí cho hệ thống Steam. Đây là tựa game chiến thuật nhập vai đánh theo lực hết sức cẩn thận, đòi hỏi game thủ hết sức cẩn trọng trong việc điều khiển từng đường đi nước bước của nhân vật cũng như tấn công combo sau giai đoạn giành trên chiến trường. Với bối cảnh giả tưởng trong tương lai, có thiết kế nhân vật cực đẹp đầy sắc màu, mỗi người đều có thể niềm độc đáo riêng từ vẻ bề ngoài đến các trạng thái. Nào, còn không mau thưởng thức nữa. Red Shadow Offline, đây một tựa game online hành động hấp dẫn đã chính thức đặt chân lên hệ thống phân phối Steam hồi Hồng Kông miễn phí. Thực tế thì trò chơi này đã làm mưa làm gió trên di động như một trong những game hấp vai hấp dẫn, thậm chí còn được mệnh danh là World of Warcraft trên di động. Bắt đầu game, người chơi sẽ làm quen với ba lớp nhân vật, mỗi class có thêm ba nhân vật tùy chọn khác nhau. Chính vì thế người chơi có nhiệm vụ phải điều khiển tổng số 9 nhân vật tất cả. Hơn nữa các nhân vật khác nhau sẽ có nguồn gốc sức mạnh đặc biệt riêng, mỗi nhân vật có thể học kỹ năng tới 9 kỹ năng, nhưng để đơn giản hơn, người chơi có thể chọn tới đây là 4 kỹ năng mà thôi. Còn chờ đợi gì nữa mà không chơi. The time has come to unite the people. Fight till the death, the triumph over evil. And bring glory to Melora. The land still bleeds after the Great War. Lord Deprave and his demons are steadily encroaching, intending to transform Melora into a realm where evil conquers. I sense the enemy is near. I must stay the course and fight. To triumph over evil and bring glory to Melora. Tutovo Arena. Sau một thời gian gây được tiếng vang lớn thì tựa game online chiến thuật của khóc này đã mở cửa hoàn toàn miễn phí cho mọi người chơi. Đây là một tựa game kết hợp giữa chiến thuật và MOBA cùng bối cảnh thế giới trung cổ vô cùng ấn tượng. Ngoài ra, game online này vẫn sẽ lưu giữ những tinh túy của cốt truyện truyền thống của dòng game danh tiếng là Tutovo. Nào, cùng chơi nhé, miễn phí đó nha. A time shall come. When history's greatest warriors will clash on an unending battlefield. When deadly enemies unite against a common threat, and ancestors shed the blood of their descendants. And when the world stands poised on the brink of oblivion, victory belongs to those whose wit triumphs over brutality. Do not flee, but rise from the ashes of disgrace to take their vengeance. And who would save their kin by raising their
own land. These are the ones who forge a path to glory, who stand defiant in the face of insurmountable odds, and proudly declare for all the world to hear, "Behold, I am the Commander." Spellbound, đây là một tựa game đẩy nhau siêu vui nhộn đã chính thức mở cửa theo hình thức miễn phí giờ chơi. Những ai muốn chơi, những ai quan tâm có thể tham khảo link tải dưới đoạn video này nhé. Thực tế, Spellbound được phát triển dựa trên một mảng mod khá nổi tiếng trên là Warcraft 3 mang tên là Warlock, vốn đã được game thủ ưu thích từ lâu. Về cơ bản thì game thủ sẽ bị đưa vào một chiến trường nguy hiểm với vùng đất ngày càng bị thu hẹp lại và sẽ phải tìm cách đẩy đối thủ chính là những người chơi khác ra ngoài hoặc đánh họ hết máu. Rất khó phải không? Hay là để giành chiến thắng? Nào, nếu muốn nhìn kỹ hơn về trò chơi thì tải về mà chơi nhé. Đây là cũng là game miễn phí. Nếu thấy hay hãy like và subscribe và comment ở dưới nhé để ý kiến để mình thu thập thêm những game miễn phí cho mọi người chơi nha.